Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong hôm nay sẽ hướng dẫn làm cái hướng dẫn một cái hiệu ứng đơn giản ở trong phim Mora mà được yêu cầu bởi một bạn, bạn Xuân. Để xem bạn yêu cầu. Thêm vòng tròn đỏ và mũi tên vào video trong phim Mora. Ok, cái này rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ở trong phim Mora, hướng dẫn các bạn tạo cái vòng tròn như thế nào, tạo cái hình vuông như thế nào, tạo mũi tên như thế nào ở trong phim Mora. Cực kỳ đơn giản. Và kèm theo đó là mình sẽ đặt một cái gói, gói mấy cái mũi tên ấy, mũi tên với vòng tròn với lại các thứ ấy, ở dưới mô tả nhé, trong Google Drive của mình, thì để các bạn có thể tải về và các bạn đưa vào các bạn dùng. Nếu mà các bạn nào thích nữa, nhiều nữa thì mình sẽ tạo thêm cho các bạn. Ok. Bây giờ sẽ đi vào phim Mora. Từ từ ạ. Sao bên này nó tối nhỉ? Đợi tí đi bật cái đèn. Ok. Ui, bật đèn lên cho sáng. Nhiều cậu cứ thích quay cả cinematic và tủng ấy. Thế là xong rồi cứ để một bên tối om, một bên sáng hoàng. Thôi kệ, mình cứ làm sáng hết đi. Ok nhá. Thì đây là ở trong Filmora này, mình đang sử dụng bản Filmora 10. Đầu tiên ấy thì các bạn biết là khi mà các bạn đưa cái video, ví dụ mình có mấy cái video này. Mấy cái video ở trong Filmora đúng không? Mình đưa ống timeline. Thì bây giờ nếu như mà bạn muốn thêm cái mũi tên hoặc là thêm các cái hình ảnh hoặc là một cái video gì đấy, thì cái việc đầu tiên ấy là các bạn nên tìm ở trong cái này, trong cái mục gọi là element. Trong cái element này nó sẽ có rất là nhiều thứ mà các bạn có thể thêm chèn vào nhé. Trong đấy bao gồm cả mũi tên luôn này. Đây, các loại mũi tên này. Tutorial element này. Mũi tên này này, mũi tên này này. Xong rồi mũi tên này này. Xong rồi nhiều mũi tên cắm vào một chỗ này. Thì cái này nó là cái mà Filmora nó có sẵn. Đâm ra các bạn dễ dùng, dùng nó đơn giản. Đây, ví dụ các bạn chỉ việc kéo nó xuống timeline thôi. Kéo xuống timeline xong đặt lên trên. Sau đấy là các bạn chỉnh vị trí rồi chỉnh cái hướng cái mũi tên các thứ nó vào ấy, thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, ví dụ mình sẽ đưa cái mũi tên này xuống nhá. Đưa mũi tên này xuống. Rồi, đây nó ở trên timeline, nó sẽ trên cửa sổ preview nó như này. Sau đó các bạn sẽ kéo bé nó lại, kéo bé nó lại, xoay. Đúng không? Xoay nó đi. Rồi, đấy, xoay nó đi, rồi xong, như này. Đây, thì như này là các bạn đã có một cái mũi tên, nhưng mà mũi tên này nó màu trắng. Và màu trắng nhé, các bạn muốn điều chỉnh màu của cái này thì cũng có thể chỉnh được. Các bạn kích kép vào, sau các bạn đi đến phần color này, các bạn chỉnh nó một tí này. Ví dụ tông màu rồi là cái white balance đấy. Đây, ví dụ cái white balance này bạn chỉnh, ví dụ cái nhiệt độ màu các thứ bạn chỉnh một tí cũng được. Tin tủng các thứ linh tinh này thì bạn chỉnh. Thì đấy là một cách, tức là cách bạn dùng mà bằng cái element. Thì cái này là mình khuyên các bạn nên dùng khi mà các bạn muốn thêm mũi tên. Ví dụ nó sẽ như này, nó có cái mũi tên đó, nó vù vẫn là nó bay ra rồi. Để mà dễ mà, tức là làm này cho nó dễ. Đấy là cách thứ nhất. Tức là mọi người nên làm như thế, và khi mà mình muốn đưa cái mũi tên hay gì vào trong video ấy, thì nên làm như thế. Thế còn cách thứ hai, đây. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ tạo ra cái mũi tên, hoặc là tạo ra cái vòng tròn và tạo ra cái hình vuông. Thì cái đó thì các bạn sẽ phải đi vào phần title nhé. Đây là cái cách dễ nhất nhé. Còn có cách khác nữa là ví dụ bạn đưa một cái sample color ấy. Đây, sample color này, đưa ống timeline, sau đấy mask, thứ lằng nhằng nữa, mask, hình mũi tên, các thứ rồi chuyển đi. Thì cái đấy nó hơi phức tạp so với những cái bạn mới. Thế thì để đơn giản hơn thì các bạn sẽ đi vào phần title. Sau các bạn tìm đến một cái title bất kỳ nhé. Đây, một cái title mặc định này. Bạn kéo cái title mặc định này xuống timeline. Đó. Ví dụ bạn kéo vào đây. Ví dụ cái vị trí này chẳng hạn bạn muốn thêm một cái mũi tên đúng không? Bạn thêm một cái mũi tên vào đây. Thì bạn sẽ đi đến cái Advanced Edit. Tức là cái biên tập chữ nâng cao của Filmora. Bằng cách kích chuột phải vào cái title đó. Đi đến Advanced Edit này. Đây là cái cửa sổ Advanced Edit. Thì bạn sẽ xóa cái chữ này đi. Xóa cái chữ này đi, sau đấy là bạn sẽ kích vào cái nút này. Nút này gọi là Add Shape, thêm hình dạng. Đấy, các bạn thêm hình dạng đấy, các bạn nhìn ở đây này nó có nhiều chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loại khác nhau. Đầu tiên là mũi tên, ví dụ mũi tên thì là bạn sẽ thêm vào đây, bạn kích vào cái mũi tên này, đó. Tức là nó đã có cái mũi tên ở đây rồi, đúng không? Xong rồi ở trong nó có chữ, và các bạn có thể đổi kích thước được, kích thước mũi tên như này, đó. Kéo này, có thể đổi cái đầu mũi tên rồi là to bé các thứ của mũi tên này để ok. Mà ở trong nó có chữ, nếu bạn không thích chữ thì bạn xóa đi. Đó, bạn xóa đi. Đây là cái mũi tên này, rồi các bạn ra ngoài timeline này, sau bạn là bạn chỉnh. Thế còn cái mũi tên này ấy, thì các bạn có thể tối ưu được. Tối ưu một là cái nền của cái tức là cái màu ở bên trong của mũi tên, hai nữa là cái viền của mũi tên nhé.
Thì tối ưu thì các bạn vào phần này, phần customize này. Sau đấy các bạn kéo xuống dưới này. Ở đây nhá, nó sẽ có mấy cái này. Shape Field thì chính là cái màu ấy, màu nền của mũi tên ấy. Nếu mà bạn muốn đưa cái mũi tên màu đỏ thì bạn tích vào đây, chọn Shape Field. Sau đấy là bạn chọn Color Field hoặc là Gradient Field cũng được. Gradient Field thì nó sẽ ra hai màu và bạn phải chọn, ví dụ màu đỏ, màu trắng, màu xanh này chẳng hạn, nó sẽ ra cái mũi tên như này. Thế còn nếu mà bạn chọn Color Field là chỉ một màu thôi, một màu, ví dụ bạn có thể đổi màu đấy, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu hồng đấy, ấn vào More để nhiều màu hơn này, màu vàng này, kích vào OK nó sẽ ra màu vàng này, đúng không? Đấy là một là cái nền của mũi tên. Còn bạn, nếu bạn không muốn có nền thì bạn kích vào cái này, nó chỉ ra cái mũi tên trong suốt như này thôi, đúng không? Đấy, ví dụ mình sẽ để mũi tên này màu đỏ, kích trở lại đây màu đỏ. Rồi, OK. Bên dưới của nó là cái shape border, tức là cái viền của mũi tên. Cái viền mũi tên đây, ví dụ mình kích vào không có viền thì nó sẽ không có cái gì cả. Còn nếu như mà mình kích vào có viền, sau đây mình sẽ chọn màu. Mình có thể chọn màu gì cũng được. Đây, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen này. Có thể chọn màu đen được này, kích vào OK, nó sẽ ra cái viền màu đen đấy, viền màu đen xung quanh mũi tên. Thế còn nếu mà bạn nào mà không thích viền màu đen, bạn có thể chọn lại viền màu đỏ. Đây, viền màu đỏ đúng không? Viền màu đỏ, và bạn chỉnh được cả cái cỡ của cái viền luôn. Ví dụ ở đây nhá, ở trên cái shape fill này là mình chọn màu xanh chẳng hạn, đúng không? Màu xanh có viền đỏ. Và ở đây bạn có thể chỉnh được cái size này, size của mũi tên này đó. Tức là cái size của cái viền ấy. Đấy, tùy chỉnh rất là dễ, đúng không? Xong rồi blur là cái độ mờ của cái viền. Bạn thích cái viền nó hơi mờ được, bạn kéo thẳng lên thì nó sẽ mờ tịt như này đấy. Đây là cách để mà bạn thêm cái mũi tên vào, đúng không? Đấy, còn lại các cái hình dáng khác bạn cũng thêm tương tự. Ví dụ đây mình sẽ xóa đi nhá. Ví dụ xóa cái mũi tên và bạn muốn thêm cái hình tròn chẳng hạn. Đây nó hình tròn thì cái này gọi là oval, là cái hình oval. Bạn kích vào đây, đó, nó sẽ ra một cái hình oval như này. Đó, bây giờ bạn có thể kéo cái này vào một tí cho nó thành hình tròn, đúng không? Kéo vào góc này cho to ra, kéo thêm một tí cho nó tròn tròn hẳn luôn. Đây là cái hình tròn, ở trong nó có chữ, bạn có thể xóa chữ đi. Đấy, xóa chữ đi. Là một. Bên thứ hai nữa, bạn xóa cái nền đi thì nó sẽ chỉ còn cái viền màu đỏ thôi, đúng không? Xóa cái shape fill đi. Đó, đây là cái hình tròn. Hình vuông thì cũng tương tự như thế, bạn muốn thêm hình vuông bạn kích vào đây này, thêm vào đây, sau đó có hình vuông, hình chữ nhật đây này, bạn có thể kích vào hình tam giác cũng được luôn này. Xong rồi hình các cái hình gọi là chat bubble, tức là mấy cái để khung chat ấy, các bạn kích OK. Thực ra ở đây thì bạn có thể chọn animation luôn được, nhưng mà thực ra mình thì không thích chọn ở trong này, mình sẽ đi ra ngoài và xong mình chỉnh vào cái vị trí mà mình muốn đặt ấy. Thì sau đấy mình sẽ chọn animation, ví dụ kích vào OK. OK đi ra ngoài nhé. Tức là bây giờ mình sẽ chỉ có cái vòng tròn thôi, đúng không? Đây có cái vòng tròn như này, kích vào OK này nữa. Đây có cái vòng tròn này. Bây giờ mình muốn khoanh cái vòng tròn này chẳng hạn. Bây giờ mình muốn nó khoanh ở cái chỗ này, như chỗ đây chẳng hạn, đúng không? Mình muốn khoanh ở một cái vị trí này ở trên timeline thì như thế này là OK rồi. Đây là chèn cái vòng tròn màu đỏ đó, đúng không? Chèn cái vòng tròn màu đỏ vào video bằng Filmora 10. Thế còn cái animation thì sẽ có hai cách nhé. Ở Filmora 10 có hai cách, một cái là motion và một cái là keyframe. Nhưng mà cái motion thì dễ nhất, tức là motion dễ nhất. Ví dụ bạn đến đây, bạn muốn khoanh vào mông này, đúng không? Đến chỗ này thì bạn chọn cho nó một cái hiệu ứng xuất hiện bằng cách là kích kép vào. À không, chỗ này không có mông này. Đợi tí, đây đến chỗ này, bạn muốn có cái vòng này nó xuất hiện ở chỗ đây, chỗ mông này, đúng không? Thì bạn kích kép vào cái title box này, sau bạn đi đến phần animation. Ở đây này bạn chọn này, bất kỳ luôn. Pinwheel này chẳng hạn này, bạn chọn pinwheel và kích kép vào, chọn pinwheel đó ra một cái vòng khoanh, đúng không? Hoặc là rất nhiều những cái hiệu ứng khác này, flip down này, bẹp bẹp, đúng không? Đấy, thì cái motion này, tức là cái animation ở phần text này thì bạn tùy chọn nhé, tùy chọn. Ví dụ mình sẽ chọn một cái là pinwheel nhé. Quay lại cái pin cái pinwheel. Tìm đây. OK, chọn cái pinwheel này nhá. Đây là pinwheel thì nó sẽ khoanh vào video đấy, nó sẽ khoanh ở chỗ ngay chỗ đấy, đúng không? Đấy là cách thứ nhất để bạn thêm cái animation cho các cái hình dạng, hình tròn, hình mũi tên, rồi là hình vuông các thứ. Thế còn cách thứ hai bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra, mình bỏ cái này ở đây. Đây, ví dụ cách thứ hai là bạn thêm cho nó cái keyframe, đúng không? Keyframe thì đầu tiên là bạn phải bỏ cái animation đi, tức là cái hình tròn này nó không có animation, đúng không? Không có animation. Ví dụ mình ở đây mình muốn là nó tức là nó từ mờ đến tỏ đi, thì mình sẽ từ đầu mờ đến tỏ là fade in fade out ấy. Bây giờ mình sẽ là giảm cái opacity của cái hình tròn này về không trước đã. Đầu tiên mình sẽ add cho nó một cái keyframe. Đây, add keyframe. Sau đấy mình giảm cái opacity về không, đúng không? Tức là cái vòng tròn này nó sẽ từ từ nó xuất hiện ở chỗ này. Sau đấy mình di chuyển lên khoảng tầm mấy frame, hay mình reset cái opacity.
lên khoảng mấy frame thôi. Đấy, thì như này là cái hình tròn nó sẽ tự động, nó tức là từ mờ đến tỏ này. Đó. Và từ đến chỗ này, ví dụ đến chỗ này chẳng hạn mình muốn cái vòng tròn này bay ra ngoài, mình sẽ add thêm cho nó một cái keyframe, đúng không? Sau đấy là di chuyển đến khoảng mấy frame, đấy, mình sẽ chọn cái vòng tròn, đấy, mình vứt nó ra ngoài khỏi cửa sổ. Thì như thế là đây, đến chỗ này, mình muốn là vứt ra ngoài cửa sổ, mình sẽ dùng cái trục x này đi. Tại vì mình kéo nó ra thì nó lại không tạo cái animation. Ok, như thế này là cái vòng tròn vừa xuất hiện, sau đấy là bay ra ngoài cửa sổ. Đơn giản đúng không? Thế còn cái cuối cùng là một cái hơi khó hơn, tức là nếu như mà bạn muốn thêm cho nó, tức là cái vòng tròn đấy nó đi theo cái đầu ông này hoặc là đi theo một ông nào ấy, thì là bạn phải dùng cái hiệu ứng gọi là motion tracking ở trong Filmora 10. Cái motion tracking thì mình sẽ có hướng dẫn, mình sẽ đặt ở đâu đây này để các bạn có thể làm theo hướng dẫn motion tracking cho cái text này, để cho cái vòng tròn đấy nó có thể đi theo người hoặc là đi theo một cái vật thể chuyển động. Đó. Tất cả cái đấy rất là đơn giản đúng không? Đấy là làm thế nào để thêm vòng tròn, hình vuông, mũi tên vào trong Filmora bằng cách là tự tạo bằng cái title, hoặc thì các bạn có thể tải tải cái ở dưới của mình nhé. Ví dụ cái đây là cái gói mà mình đặt cho các bạn này, các cái hình vuông, hình tròn, rồi là hình mũi tên hai đầu, rồi thế này thế kia. Thì tất cả cái này ấy, những cái này nhé, những cái này thì bạn chỉ việc tải về thôi, tải về thôi, bạn giải nén, bạn kéo vào Filmora. Ví dụ bạn có thể kéo vào, kéo lại mình vứt luôn vào timeline, chắc nó sẽ đợi một tí nó phải load. Anh em vứt vào trong cái phần media. Thì các bạn ở dưới Google Drive các bạn có thể tải. Các bạn tải về thì nó sẽ là hình như này. Tất cả những cái này nhá. Đây mình sẽ xóa cái ở dưới đi đã. Ở dưới nó sẽ như này, xóa các cái này đi. Tức là ở dưới timeline nó sẽ như này, bạn muốn thêm, ví dụ bạn muốn thêm cái mũi tên hai đầu này chẳng hạn, mũi tên hai đầu màu đỏ đúng không, mình đặt ở đây này, từ từ ạ, đây cái mũi tên là mũi tên hai đầu màu đỏ, mình đặt ở đây là mũi tên hai đầu màu đỏ, ok. Đó, thì bạn chỉ cần kéo nó vào ở trên timeline là bạn có thể di chuyển nó đi đâu thì di. Thì bây giờ nó là thành một cái ảnh, giống như một cái ảnh có nền trong suốt ấy. Thì sau đấy là bây giờ bạn phải dùng cái animation hoặc là motion. Thì các bạn có thể kích kép vào, các bạn chọn animation. Đấy, chọn animation nhé. Thì sau đấy các bạn chọn preset này. Nó sẽ có nhiều cái preset, slide right, slide up này. Và ở dưới này là preset motion. Preset motion này thì giống như là cái animation ở cái text ấy. Thì các bạn có thể chọn các thứ nào thì chọn thì tùy bạn. Flip up, flip down này. Đó, ra này này. Đây, đúng không? Ồ, nó hơi bị lag, hơi kệ nó. Đấy là nó giống như một cái ảnh thôi. Còn bạn cũng có thể thêm keyframe cho nó. Ví dụ mình xóa cái effect đi, bạn cũng có thể thêm keyframe, add cho nó một cái keyframe ở đây này. Đây, add cho nó một cái keyframe ở đây, add cho nó một cái keyframe ở đây. Thì bạn kích vào nó, kéo ra đây, thì cái mũi tên nó sẽ kiểu di chuyển từ đây ra đây, từ một chỗ ra một chỗ khác. Thế là cái mũi tên. Đó, đơn giản đúng không? Ok, video này làm ngắn gọn thôi, này làm phục vụ cho bạn Xuân Võ, thì chắc là không biết là các bạn khác có thích không. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhấn like và comment ở video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.